Tại buổi tọa đàm xăng dầu giả thiệt hại thật do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, trong 2 năm 2018-2019, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý hơn 1.000 vụ việc vi phạm liên quan đến xăng dầu, tước quyền sử dụng 37 giấy phép kinh doanh, tịch thu 6 cột bơm và 1 cây xăng. Xăng giả, xăng kém chất lượng được nhìn nhận có chiều hướng diễn biến phức tạp, trong bối cảnh ngày càng có nhiều đường dây sản xuất, buôn bán xăng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc bị phát hiện và triệt hạ thời gian qua cho thấy vấn đề minh bạch xuất xứ và siết chặt quản lý chất lượng xăng dầu ngày càng trở nên cấp thiết. Đại diện Tổng công ty Dầu khí Việt Nam PVOI chia sẻ, là nhà phân phối với hệ thống gần 600 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và hơn 3.000 đại lý, sau khi triển khai đề án 1114 về nâng cao chất lượng phục vụ tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thì sản xuất bán lẻ tăng khá mạnh và phản ứng từ người tiêu dùng rất tích cực. Doanh nghiệp đã phối hợp với công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn triển khai chương trình xăng E5 tại các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Bà Rịa Vũng Tàu và tuyên truyền sâu rộng tới người tiêu dùng về lợi ích khi sử dụng xăng E5, đảm bảo chất lượng và vệ sinh môi trường, tránh sử dụng sản phẩm giả kém chất lượng. Làm thế nào để hạn chế tình trạng xăng giả, xăng kém chất lượng? Làm thế nào để người dân biết cách lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng cho mình? Chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm buôn bán xăng giả, xăng kém chất lượng cũng là những vấn đề được tập trung thảo luận, chia sẻ ngay tại tọa đàm. Thank you.